nâng eo lên, hạ eo xuống. Thẳng đèn quay á, đèn quay á. Nâng eo lên. Bởi vì nó làm cho pin nó có hết pin á. Rồi, Simba tốt lắm. Ủa, má đang làm gì vậy? Kể nó đi. Bây giờ quay Simba nè, Simba mới đúng. À. Các bạn nha, Simba đang Simba tập của chúng ta quá giỏi. Lần đầu tiên học bơi đã thành người cá, nhìn cái mông bạn ấy là biết là một người cá bơi chuyên nghiệp rồi nè. Cái này là mình đang tập khởi động cái eo của mình để các mình chở. Simba của chúng ta tập rất đẹp luôn các bạn. Simba của chúng ta không phải tập khớp được. Đang tập khởi động trở thành người cá. Bạn ấy phải nâng eo lên, hạ eo xuống 100 lần. Nãy giờ là làm được 40 lần rồi. 60 lần nữa thôi. Là mấy lần Tiôn? Còn 60 lần nữa nâng eo lên. Có bị mệt không bạn Simba? Không. Trời ơi, Simba mạnh dữ rồi ta. Giống như sư tử vậy. Sư tử con nè. Đưa máy quay đưa. Rồi. Các bạn đang xem là bạn người cá Simba lần đầu tiên xuống nước biến hình thành người cá. Tion đang tập cho bạn ấy khởi động cái phần hông của mình để biến trở thành một người cá thực sự. Và bạn ấy có một cái eo rất là khỏe, chứng tỏ bạn ấy có khả năng trở thành một siêu người cá trong tương lai. Yeah, nâng mông lên. Chà. Người cá tí hon. Em cảm ơn Tion. Rồi, giỏi lắm.